Anh Nguyễn xin chào các bác, các chị, các bạn và các em nghe để từ anh Nguyễn này sẽ mở đôi loa độc lạ para ra. Và đôi loa này có quả chiếc giống như là các cái đoàn nghi lễ của Hoàng gia Anh để nghênh tiếp các nữ hoàng nhà vua đến dự này, rất là đẹp. Khen đây. Và lại em mới mở nội thất rồi bác này. Đây bên trong là hai phân tầng phục vụ cho hai loại loa khác nhau, thứ nhất là loa bát, thứ hai là loa chép. Anh nhìn này, phân tuần quá khủng, đại khủng của khủng, đúng là không xứng tầm ấy rồi. Một loại loa gọi là loa nghi lễ để nghênh đón các hoàng tử, nữ hoàng của nước Anh. Loa này báo cáo các sản xuất ở Trung Quốc nhé, loa đẳng cấp ấy, loa đồng trục từ leo, và cái bát nó là từ 22 họng 100 này, trong đây. Con này nó thổi thì hay lắm, như em được biết nó có tầm cây số đấy, tiếng nó vẫn le lói đi vào tim các bác này, khủng thật, đẹp. Các bác mà để trong nhà bác bỏ cái bảo vệ ra là đúng là trông thì nó khác hẳn luôn, nó độc lạ và quá đẹp. Thùng thì chắc chắn mà thiết kế kiểu hình chữ V vậy nhé, chữ V, mặt trước thì to, mặt sau thì bé. Để đổ toàn bộ khối lượng âm thanh về phía trước, khoe mẽ giọng của mình. Loa nó như kiểu cái lời nói ấy. Ca sĩ thì giọng hay, còn như giọng của em là giọng thuốc lào đấy. Nó cực kỳ là đẹp, đẳng cấp. Em công nhận là loa này đẹp. Không phải em bán hàng, cái hàng này em đúng, em cảm đôi loa em thích rồi đấy. Từ sáng em lấy đôi loa về mà em cứ ngồi xem nó gần 4 tiếng đồng hồ nhá. Nó đẹp quá, zin nguyên bản luôn, em công nhận đẹp thật, độc lạ. Một tiếng loa thì thôi rồi, nhạc vàng mà bác đưa vào đây đúng này, già đúng dòng nhạc vàng mà đưa dòng nhạc xí bích, phải đúng ra xí bích luôn. Bác đưa dòng nhạc con trôn vào thì nhà đồng quê vào thì đúng kiểu đồng quê ngay, mà bác đưa dòng nhạc tím mà đúng ra màu tím ngay, đẹp. Đây em giới thiệu dòng nó độc lạ từ leo và đồng trục, rất là đẹp. Em mình chào các bác nhé.